Chào mừng tất cả các bạn đến với tin tức nóng chọn lọc cập nhật ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây, thì mình sẽ dẫn dắt các bạn đến những bản tin gọi là hay nhất, những tin hấp dẫn nhất được cập nhật liên tục trong ngày hôm nay. Và bây giờ thì không làm mất thời giờ của các bạn nữa, chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày nha mọi người. Dân đảo Tiền Tiêu Đài Loan thấp thỏm với nguy cơ xung đột. Trên bờ biển lộng gió chỉ cách Trung Quốc một vài km, Lee Kyung-yong nói rằng nếu xung đột xảy ra, Đài Loan sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Từ ngôi nhà trên nhóm đảo Mã Tổ nhìn qua eo biển, ông Lee có thể nhìn thấy đất liền tỉnh Phúc Kiến, nơi quân đội Trung Quốc vừa tiến hành đợt tập trận bắn đạn thật kéo dài 3 ngày. Quân đội Trung Quốc còn công bố video mô phỏng đòn tập kích bằng hàng loạt tên lửa nhắm vào các mục tiêu trên đảo Đài Loan. Đài Loan sẽ không có cách nào chống cự trước tên lửa tiên tiến của Trung Quốc nếu xung đột bùng phát. Lin, đầu bếp 60 tuổi ở Bắc Cang, đảo lớn thứ hai trong nhóm đảo Mã Tổ nói: "Chỗ chúng tôi sẽ bị san phẳng thành bình địa. Lực lượng phòng vệ Đài Loan kiểm soát nhóm đảo Mã Tổ và Kim Môn ngay sát bờ biển Trung Quốc sau khi Tưởng Giới Thạch chạy sang hòn đảo năm 1949. Dù quan hệ giữa hai bờ eo biển căng thẳng suốt hàng chục năm qua, cuộc sống của người dân sống lâu năm ở Mã Tổ vẫn diễn ra bình lặng. Trên khắp đảo Bắc Cang là những cơ sở đồn trú quân sự bị bỏ hoang, cây cối rậm rạp. Những hầm trú bom xung quanh các đồn này cũng chung số phận tương tự, dù sẽ là nơi dân đảo tìm đến nếu xung đột xảy ra. Nhóm đảo Mã Tổ nằm rất gần khu vực diễn ra cuộc tập trận của Trung Quốc, nhưng tàu phà, máy bay vẫn hoạt động, hành khách là binh lính lẫn lộn với thường dân. Khoảng 8.000 người sống trên nhóm đảo Mã Tổ, hiếm khi nhìn thấy tàu chiến, máy bay quân sự Trung Quốc, giờ chúng đang tham gia tập trận gần đó. Họ chỉ có thể thấy các trang trại gió và khu công nghiệp của Phúc Kiến cách vài km bên kia bờ biển, nhưng hiểu rằng tình hình sẽ rất khốc liệt nếu xung đột xảy ra. Không phải chúng tôi không cảm nhận được mối nguy hiểm cận kề, nhưng nếu kịch bản đó thật sự xảy ra, chúng tôi sẽ phải đối mặt. Lin Ai-lan, 64 tuổi, hướng dẫn viên địa phương nói, không có nhiều vũ khí để kháng cự ở nhóm đảo này. Giới chức Đài Loan từng duy trì một số hầm ngầm trong vách núi trên các đảo để giấu khí tài quân sự hoặc làm nơi trú ẩn trong trường hợp bị tấn công. Nhưng nhiều đường hầm đã sụp đổ hoặc giờ đây được sử dụng cho mục đích du lịch. Nổi tiếng nhất trong đó là hầm ngầm Bắc Hải, hiện tập trung nhiều du lịch và được trang trí bằng những vỏ đạn pháo cũ. Lực lượng phòng vệ Đài Loan thường xuyên tổ chức tập trận chống đổ bộ, song một số người cho rằng các đảo được bảo vệ quá sơ sài nên chuyện Bắc Kinh hành động chỉ là vấn đề thời gian. Nếu Trung Quốc muốn, mọi thứ sẽ diễn ra rất nhanh, năng lực phòng thủ không bao giờ đủ, ngay cả khi chính quyền tăng đáng kể đầu tư tài chính và mức độ quan tâm cho nhóm đảo, chúng tôi vẫn không có cơ hội. Ben Lin, 32 tuổi, nói khi tới thăm hầm ngầm Bắc Hải, bên dự đoán xung đột có xảy ra trong một thập kỷ tới. Trong khi một số dân Mã Tổ hoài nghi về năng lực phòng thủ, các chuyên gia Đài Loan cho rằng các đảo Tiền Tiêu này có những giá trị chiến lược riêng. Zhen Xinshou, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc phòng ở Đài Bắc cho biết, nhóm đảo giúp Đài Loan có khả năng cảnh báo sớm về bất cứ hành động quân sự nào của Trung Quốc đại lục. Theo ông, Mã Tổ cũng cho phép phát hiện các dấu hiệu huy động quân sự trên biển ở thành phố Phúc Châu, Trung Quốc, đóng vai trò bệ phóng cho phản ứng của Đài Loan. Mã Tổ và Kim Môn đều có khả năng trở thành căn cứ cho các hệ thống pháo phản lực đa nòng hiện đại, chuyên gia Zhen nhận định. Su Yi Yang, 31 tuổi, nhân viên khách sạn ở Mã Tổ, tỏ ra không mấy lạc quan. Dù có bố trí thêm bao nhiêu lực lượng trên hai nhóm đảo xa xôi này đi chăng nữa, chúng tôi vẫn sẽ không thể tự vệ. Vậy tại sao không đẩy nguyên trạng như hiện nay đi? Su đặt câu hỏi. Và để có thể là có một cái gọi ưu thế hơn, cũng như là có thể gọi là đánh trăm trận trăm thắng, thì chiến đấu cơ Nga thăm dò lưới phòng công Ukraine tại Bắc Môn. Thì Nga điều máy bay quân sự, một số do phi công quốc nờ điều khiển, yểm trợ hỏa lực và kiểm tra năng lực phòng không của Ukraine tại Bắc Môn. Sau nhiều tháng tấn công, Nga vẫn chưa đẩy lùi được quân phòng thủ Ukraine và kiểm soát thành phố Bắc Môn ở tỉnh Donetsk. Giới chuyên gia phương Tây cho rằng, một trong những lý do khiến lực lượng Nga chưa chiếm được Bắc Môn là thiếu hỏa lực yểm trợ từ trên không. Các trận đánh tại đây chủ yếu diễn ra giữa bộ binh, pháo binh và tăng thiết giáp. Không quân Nga gần đây mở các đợt không kích các mục tiêu xung quanh Bắc Môn và thu được một số thành công nhất định. Michael Kopman, giám đốc chương trình nghiên cứu Nga tại Trung tâm Phân tích Hải quân có trụ sở tại Mỹ, cho biết đây dường như là nỗ lực thăm dò của Nga để đánh lưới phòng không Ukraine tại Bắc Môn sau nhiều tháng giao tranh. Theo ông, phi công Nga thường xuất kích ban đêm để tránh các mối đe dọa từ tên lửa phòng không vắt vai của Ukraine như là Tiger,
đây thường là loại tên lửa tầm nhiệt, bộ binh sĩ phải nhìn thấy máy bay bằng mắt thường để có thể khóa mục tiêu. Thiết kế này giúp tên lửa đủ nhẹ để một binh sĩ mang theo, song cũng khiến việc phát hiện và xác định máy bay vào ban đêm trở nên rất khó khăn hơn. Ngoài yểm trợ hỏa lực cho lực lượng mặt đất, tiêm kích Nga hoạt động ở Bakhmut còn kiểm tra xem liệu Ukraine còn đủ tên lửa phòng không dẫn đường bằng radar hay không, trong đó có tổ hợp S-300 có từ thời Liên Xô. Rõ ràng Nga đang tăng cường hoạt động không quân trong trận Bakhmut nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng chiến đấu của các tổ hợp phòng không trong biên chế Ukraine. Ông Kopman nói, Nga biết tình hình dự trữ đạn, tên lửa cho các tổ phòng không là vấn đề lớn mà Ukraine đối mặt từ tháng 10 năm 2022. Ông Kopman đánh giá không quân Nga đóng vai trò phụ trong xung đột Ukraine, song đang tìm cách tham gia chiến dịch nhiều hơn. Một số phi công Nga tham chiến có thể là thành viên Wagner, tập đoàn quân sự tư nhân với nhiều đơn vị đóng vai trò xung kích trong chiến dịch tiến công Bakhmut. Bakhmut là một trong những điểm nóng giao tranh giữa Nga và Ukraine. Khi cả hai bên tham chiến đều dồn lực vào các trận đánh ở thành phố này, Ukraine tuyên bố cố thủ tại Bakhmut nhằm kìm hãm lực lượng Nga tại mặt trận ở vùng Donbass. Kiểm soát Bakhmut có thể cho phép Nga tiến công tuyến phòng thủ của Ukraine tại thành phố Chasovia gần đó, cũng như thành phố trọng yếu khác trong khu vực. Lãnh đạo Đảng Cộng hòa Nhân dân Donetsk Denis Bushilin ngày 10 tháng 4 tuyên bố lực lượng Nga đã kiểm soát 75% diện tích thành phố Bakhmut và tiến tục tiến quân. Ông ngồi yên trước việc Mỹ và Hàn gọi là phối hợp với nhau để tập trận thì ông Kim Jong-un đã có những cái kêu gọi tăng cường khả năng răn đe chiến tranh. Lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi khả năng răn đe chiến tranh theo cách là thực tế, quyết liệt hơn để chống lại hành động gây hấn của Mỹ và Hàn. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 10 tháng 4 tham dự cuộc họp mở rộng của quân ủy Trung ương. Tại cuộc họp, lãnh đạo Kim Jong-un ra lệnh tăng cường hơn nữa với khả năng răn đe chiến tranh của đất nước với tốc độ ngày càng tăng và theo cách thực tế quyết liệt hơn. Triều Tiên cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc đang có những động thái leo thang nhằm phát động những cuộc chiến tranh xâm lược. Khi đề cập đến loạt cuộc tập trận chung gần đây, nhấn mạnh những loạt hoạt động này chuẩn bị cho cuộc chiến tổng lực và buộc Bình Nhưỡng xem xét đến hành động thực tế mạnh mẽ, trong đó có biện pháp quân sự. Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận thường niên kể từ tháng 3, trong đó có diễn tập trên không và trên biển với sự tham gia của tàu sân bay Mỹ cùng quân tặc cơ B-1B và B-52, cũng như lần đầu tập trận đổ bộ quy mô lớn sau 5 năm. Triều Tiên nhiều lần chỉ trích các cuộc tập trận này, coi đây là bằng chứng cho thấy Mỹ-Hàn có thái độ thù địch. Bình Nhưỡng cảnh báo hai nước sẽ đối mặt với những hành động đáp trả mạnh chưa từng thấy nếu họ tiến hành các cuộc tập trận chung mà nước này coi là lời tiên chiến. Triều Tiên cũng đã thực hiện nhiều hoạt động quân sự những tuần gần đây, công bố đầu đạn hạt nhân mới với kích thước thu nhỏ, thử nghiệm tàu lặn không người lái khả năng mang đầu đạn hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có tầm bắn bao trùm lãnh thổ Mỹ. Hàn Quốc hôm qua cho biết Triều Tiên đã 3 ngày liên tiếp không trả lời cuộc gọi từ Seoul qua đường dây nóng. Theo thông lệ, Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ trao đổi thông tin qua đường dây nóng quân sự 2 lần một ngày vào sáng và chiều. Chưa rõ nguyên nhân Triều Tiên từ chối nhận cuộc gọi. Và Mỹ chuẩn bị trước cho một cuộc chiến tranh có thể là xảy ra trong tương lai thì Mỹ và Philippines sẽ phối hợp đánh chìm tàu trong tập trận lớn chưa từng có. Quân đội Mỹ và Philippines sẽ phối hợp đánh chìm tàu và tổ chức nhiều buổi huấn luyện bắn đạn thật trong trận Bali Katang vào năm 2023. Đại tá Michael Logico, phát ngôn viên lực lượng Philippines tham gia tập trận Bali Katang cho biết quân đội nước này sẽ dùng Mỹ phối hợp không kích và pháo kích đánh chìm tàu mục tiêu dài 61m tại vùng biển ngoài khơi tỉnh Zabalet vào ngày 26 tháng 4. Đây là lần đầu tiên hai nước tiến hành hoạt động như vậy. Chúng tôi sẽ tấn công con tàu bằng một hệ thống vũ khí mà chúng tôi có trong biên chế hải, lục cũng như phong quân, ông Logico nói. Trận tập trung Bali Katang năm 2023 bắt đầu ngày 11 tháng 4 và dự kiến kéo dài đến 28 tháng 4 là sự kiện có quy mô lớn nhất trong 3 thập kỷ Mỹ và Philippines tổ chức. Khoảng 12.200 binh sĩ Mỹ, 5.400 lính Philippines và 111 lính Australia tham gia cuộc tập trận. Lực lượng tham gia tập trận sẽ thực hành nội dung đảm bảo an ninh hàng hải, đổ bộ, bắn đạn thật, tác chiến trên không, chống khủng bố, phòng thủ trên không gian mạng, cứu trợ thiên tai và hỗ trợ nhân đạo. Các quan chức quốc phòng Philippines khẳng định cuộc tập trận nhằm củng cố khả năng phòng thủ ven biển của nước này và không nhằm vào bất cứ quốc gia nào. Chúng tôi không khiêu khích ai khi tổ chức tập trận, đại tá Logico nói, đây là một hình thức răn đe.
Đại sứ quán Mỹ tại Philippines cho biết các kịch bản thực địa của tập trận Balikatan sẽ kiểm tra năng lực của đồng minh trong khối hợp bán đạn thuật, chia sẻ thông tin và dữ liệu tình báo, phối hợp liên lạc giữa các đơn vị cơ động, hoạt động hậu cần và đổ bộ. Cuộc tập trận được tổ chức sau khi Washington và Manila ký thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự tại Philippines. Trung Quốc chỉ trích động thái này làm leo thang căng thẳng quân sự và gây nguy hiểm cho hòa bình, ổn định trong khu vực. Và phần tin cuối cùng cũng như phần tin hay nhất trong ngày hôm nay là phần tin về đảo Đài Loan. Phải biết được là phần chi tiết hơn là phần tin này, chúng ta bắt đầu vào phần tin ngay bây giờ luôn nha mọi người. Hơn 100 máy bay, tàu chiến Trung Quốc hiện diện quanh Đài Loan. Cơ quan phòng vệ Đài Loan ghi nhận 91 máy bay quân sự, 12 tàu chiến Trung Quốc hoạt động tại các khu vực quanh hòn đảo trong một ngày. Tính đến 18 giờ ngày 10 tháng 4, chúng tôi đã phát hiện 91 máy bay quân sự và 12 tàu hải quân quanh đảo ở Đài Loan. 54 máy bay trong số đó vượt qua đường trung tuyến trên eo biển hoặc đi vào vùng nhận dạng phòng không. Lực lượng phòng vệ đã giám sát tình hình và triển khai các lực lượng để phản ứng, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết. Thông báo được đưa ra sau khi quân đội Trung Quốc tuyên bố hoàn tất đợt tập trận kéo dài 3 ngày trên eo biển Đài Loan và các vùng biển quanh hòn đảo. Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông của quân đội Trung Quốc đã thông báo kết thúc hoạt động, nhưng chúng tôi sẽ duy trì nỗ lực tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho hay thêm rằng họ đang đeo theo dõi lực lượng tên lửa chiến lược và tàu sân bay Sơn Đông của Bắc Kinh. Chiến khu miền Đông của Trung Quốc tuần trước thông báo tập trận 3 ngày trên eo biển Đài Loan, cũng như ngoài khơi phía Bắc, phía Nam và phía Đông hòn đảo. Quân đội Trung Quốc nhấn mạnh cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cũng là lời cảnh báo các thế lực bên ngoài và lực lượng đòi độc lập trên đảo Đài Loan. Truyền hình nhà nước Trung Quốc mô tả ngày tập trận đầu tiên diễn ra theo kịch bản bao vây hòn đảo, làm chủ vùng trời, vùng biển và thông tin liên lạc. Có hoạt động bắn đạn thật diễn ra ngày 10 tháng 4 ở ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến, đối diện với đảo Đài Loan. Global Times cho biết Trung Quốc còn huy động tên lửa đạn đạo DF-11 và tên lửa chống hạm ZZ-12B cho cuộc tập trận này. Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông Trung Quốc công bố video cho thấy đợt tấn công mô phỏng ồ ạt bằng tên lửa vào đảo Đài Loan. Giới quan sát cho hay đây là lần đầu tiên Trung Quốc công khai về các mục tiêu chính trên đảo Đài Loan và vùng biển xung quanh trong một đợt tập trận giả tưởng. Hoạt động diễn ra sau khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở bang California ngày 5 tháng 4, là cuộc gặp đầu tiên giữa Chủ tịch Hạ viện Mỹ với lãnh đạo Đài Loan trên lãnh thổ Mỹ. Trung Quốc lên án cuộc gặp và cảnh báo áp dụng những biện pháp kiên quyết để bảo vệ chủ quyền. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực. Trong khi đó, Đài Loan khẳng định chỉ người dân của họ mới có thể quyết định tương lai của hòn đảo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hãy cho kênh của mình một like, một đăng ký, một chia sẻ cũng như là bật cái chuông thông báo để nhận được những video mới nhất khi tụi mình đăng video như mọi người. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc hôm nay thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình lần sau.